Tây Ninh. Đông quá trời luôn. Lúc nào cũng đông hết. Đi chiều giờ mà còn đông cỡ này. Hôm nay đi miền Tây không mà giờ bây giờ đi tỉnh nhà. Núi bà, núi cậu. Hôm nay đi suốt luôn, đi chùa, đi núi suốt luôn. Mày mấy 20 cái rồi. Ăn uống tấp nập luôn. Này là dưới chùa chung. Tay dưới chùa chung. Mẹ Quan Âm mới xây chưa xong. Không mua không? Dạ. Không mua chưa? Không mua rồi mà mình để rồi. Đông quá đông. Năm nay núi chùa đông nghẹt bét. Đây đang ở chùa Trung. Dưới chân núi. Về đêm, núi về đêm mà đông cỡ này lúc nào cũng đông hết. Cái giọng mướn ngủ vậy là cái 100 ngàn. Muốn cái giọng ngủ vậy là cái 100 ngàn. Mắc còn cố luôn. Một chai nước suối 15 ngàn. Đây là bên hướng chùa Trung ngang. Không có, không có lên đỉnh là bên kia. Nam đi chơi hả ông Triệu? Nam không đi chơi hả? Nhà mình đi lại bà hết rồi, ăn uống hết trơn rồi. Giờ ngồi chơi mát mát xíu về. Đây núi bà. Ủa vậy hả? Nay tu ở gì vậy? Nay làm công ty, nay sai mai sai ở nhà ăn ngủ xỉn rồi ngủ luôn, khỏi đi đâu à? Cá viên chiên, chiên que. Năm mới phát tài phát lộc nha em Thanh Kiều, cảm ơn. Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha. Giờ đi đây thả bộ xuống dưới ở dưới ngoài cổng đó là hơi bị xa. Ơ rồi, bye mọi người nha. Về.